tại bò Tân Chiến, nay ngày 26 tháng 10 năm 2020, bò về trại gồm có ba bê cơ bắp, hấp kem, ba bê đen, ba bê bông. Mời anh em anh chị các tỉnh gần xa hắn đến trại bò xem cùng tham khảo á. Thì tính đường bò chốt bài đường bò có ngéo thì mình có xe nhà giao tận nơi. Mọi tổng thể hết cho anh em xem từ phần cạnh, phần sân lưng của cái con bò cơ bắp màu xám chì nhé. Đây, phần đầu con cơ bắp số 09, phần đầu rất là to, đòn rất là dài, xương to. Đây, con màu xám chì thành thẳng băng luôn là cơ bắp số 09. Đây, mình mới trở về. Con sông 09 là con bò cơ bắp màu xám chì, ghim vai nó nách và bè. Đây, cái bản đùi đóng dắt vô rất là sâu ha. Bò bê cơ bắp màu xám chì số 09. Đây, phần đầu đó ha, phần cần, phần ghim vai, phần sân lưng, hai chân trước, hai chân sau. Đây, xương rất là to đòn, rất là dài. Cái bản đùi đóng chắc vô rất là sâu, cái sân lưng rất là rộng ha, so với bò bê thì đấy là nó bê nè. Mình đây với ngay ha, con này là con cơ bắp màu xám chì, bắp màu xám chì. Con bò này tính từ cái phần đầu nó ra tới ngoài sau là 1m7 á, quá trời cái đòn. Trong mình nó dòng khoảng 130kg đấu lên. Nếu mà 130kg thì tồn ha, nếu mà tính ký hơi là 230kg hơi để lên. Đây, con bò này là 130kg thì tồn, màu xám chì, cơ bắp. Con số 8 là con bò Pháp, xương rất là to, đòn dài. Mình bắt bò là xương to, đòn dài, lưng thẳng băng ha. Mình tuyển chọn rồi những con mẹ lớn là sau này nuôi bà con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Đó. Con 08, con số 8 là con bò Pháp. Con số 10 là con ba bê. Con số 11 là con ba bê, bò lỡ. Con bò này khoảng 130kg nè. Con số 28 là bò bê, bò lỡ. Con số 21 là bò bê bông. Con số 19 là con bò bò bê đen. Trại bò mình giá bán là 23.500.000 là có giá bán. 23.500.000 là giá bán á. Có bò. Con số 19 là bò bê. Con số 21, con số 24 là con ba bê, con số 28, con số 11, con số 10, con số 8, con bò cơ bắp. Cũng quảng anh em nhìn thấy cái hình nó cực kỳ không, quá trời cái đòn nó rất là dài luôn. Con cơ bắp có 102, cái lưng nó có rỗng rồi ha.